19 giờ ngày 11 tháng 12, chuyến bay chở đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Ban đầu, chuyến bay dự kiến hạ cánh lúc 18 giờ 05. Tuy nhiên, vì lý do phía sân bay Manila nên chuyến bay khởi hành trễ hơn 60 phút. Vậy nhưng, rất đông người hâm mộ đã có mặt tại sân bay Nội Bài để chào đón các chàng trai và cô gái vàng của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung là người đầu tiên bước ra cửa máy bay. Theo ngay sau là huấn luyện viên Park Hang-seo, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và các thành viên còn lại của đoàn. Các cầu thủ U22 và đội tuyển nữ Việt Nam cùng một số đội tuyển mang vinh quang về cho Tổ quốc đã nhận được sự chào đón nồng hậu của người hâm mộ. Các thành viên nhanh chóng di chuyển lên xe buýt đã chờ sẵn. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, đội tuyển nữ và U22 Việt Nam di chuyển về văn phòng chính phủ, gặp mặt mừng công cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hàng trăm cổ động viên đã nhuộm đỏ khu vực phía trước sân bay Nội Bài để chờ đón các tuyển thủ bóng đá và các vận động viên trở về từ SEA Games. Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ chỉ có một ngày nghỉ trước khi lên đường đi Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan. Ngày 22 tháng 12, tuyển sẽ đóng quân tại thành phố Hồ Chí Minh đến khi di chuyển sang Thái Lan. Trận ra quân của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là trận đấu đối đầu với đội tuyển U22 UAE vào lúc 17 giờ 15 ngày 10 tháng 1 năm 2020.